chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm người còn nhớ, xa chết trôi dạt biết đâu. Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân muốn sống trong lòng tự do. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Uy Media. Trong video clip kỳ trước á, thì Thảo có hứa là sẽ kể cho các bạn nghe về lý do tại sao Thảo lại đi vượt biên, lý do tại sao gia đình Thảo lại đi vượt biên và hơn 1 triệu người miền Nam thời ấy đã đi vượt biên. Thảo kể từ khía cạnh của một người dân bình thường nha quý vị, một thường dân hay nhiều khi còn phải nói là phó thường dân còn không được làm, phải làm phó thường dân. Công nhận Việt Nam bây giờ có nhiều cái từ ngữ rất là lạ. Nhưng mà nói chung là từ khía cạnh của một người dân bình thường sống trong xã hội thời bấy giờ, chứ không phải là một bộ trưởng bộ kinh tế, bộ trưởng bộ chính trị hay là bộ trưởng bộ quần áo gì hết nha các bạn. Bởi vậy cho nên câu chuyện này nó cũng rất là dễ hiểu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Để cho các bạn dễ hình dung hơn á, thì chúng ta phải trở lại năm 1954. Nếu mà bạn nào chưa coi các clip Thảo làm về di cư 1954 á, thì các bạn cũng có thể bấm vào cái link trên này và các bạn có thể xem. Còn nếu như là không thì các bạn cũng có thể vào Google và gõ từ khóa là di cư 1954 thì sẽ hiện ra rất là nhiều tài liệu để cho các bạn tham khảo. Nhưng mà nói ngắn gọn là như thế này, là khi mà Cộng sản du nhập vào Việt Nam ở ngoài miền Bắc thì có rất nhiều người đã phải bỏ xứ ra đi. Họ bỏ miền Bắc ra đi để vào miền Nam để có một cuộc sống yên ổn hơn. Họ xây dựng lại, họ bỏ quê hương của họ miền Bắc vào trong này thì dĩ nhiên là những năm đầu rất khó khăn để mà tạo cho mình một cuộc sống, nhưng mà hơn 20 năm họ đã sống rất là yên ổn ở miền Nam. Và khi mà chính sách Cộng sản du nhập vào miền Bắc á, thì họ chạy vào miền Nam. Rồi khi Cộng sản Bắc Việt đánh vào miền Nam thì họ đi đâu? Họ chạy đi đâu? Mình chạy hết miền Nam rồi thì bây giờ cái điều duy nhất là mình phải chạy ra biển. Mình chạy ra biển cũng chẳng biết chạy đi đâu, nhưng mà tìm một cái xứ nào khác để mà lại xây dựng lại từ đầu. Thì má Thảo kể là vào ngày 30 tháng 4 đó, rất là nhiều người họ biết và họ đã bỏ đi. Họ có phương tiện, họ có điều kiện. Và lúc đó thì má Thảo có nhiều người khác cũng nói bây giờ mình chạy mà bây giờ mình biết chạy đi đâu bây giờ. Tuy là nhà mình ở gần biển đó, nhưng mà nhà Thảo không có tàu, nhà Thảo không phải là dân đánh cá cho nên không có thuyền. Bởi vậy cho nên là không có chạy đi đâu được hết, chứ nếu mà lúc đó mà mình có thuyền chắc mình cũng chạy từ lúc đó rồi. Nhưng mà có rất là nhiều người họ không có điều kiện, không có phương tiện, hoặc cũng có nhiều người không biết để mà đi. Cho nên là đều phải chấp nhận thôi bây giờ ở lại. Thôi giờ ai sao mình vậy đi, người ta sống được thì mình cũng sống được chứ chắc cũng không có sao. Rồi thì cuộc sống vẫn tiếp tục và 75 tới 76 thì đói, không còn gì để ăn hết. Có bao nhiêu thứ dự trữ thì đã ăn hết rồi. Thì tới cái lúc đó đó, cái khi mà mình đi mua gạo á, thì gạo người ta để dành cho bộ đội á, bây giờ dân hết gì ăn thì phải mang ra bán. Mà lúc đó gạo nó mốc, phải nói là nó mốc. Khi mua gạo về đó, má Thảo kể là chị Thảo á, phải lấy đũa mà gắp từng con sâu ở trong gạo ra đó. Gắp hết sâu như vậy thì mình nấu lên mình ăn được. Mà đã như vậy, đâu có phải là như là ngày trước là mình có tiền, mình muốn ăn gì mình ăn, mình muốn mua gì mình mua đâu. Phải chăng cái khi mà chế độ mới vào, họ cứ giữ xã hội như là trước, ai làm được cái gì thì làm, ai ăn được cái gì thì ăn. Và mọi người dân vẫn cứ tiếp tục đời sống bình thường thì không có gì để nói cả. Nhưng mà họ đem cái chính sách của họ vào và họ lập ra một cái gọi là hợp tác xã, quý vị, hợp tác xã. Cái thời bao cấp bắt đầu từ đó là, nếu mà các bạn đánh vào cái từ khóa là thời bao cấp thì các bạn sẽ biết được cái thời đó nó như thế nào. Đó là khi mà tất cả gia đình đều bị gom vào một cái gọi là hộ khẩu. Mỗi gia đình có một cái sổ mà mình gọi là sổ gạo. Bây giờ nhiều khi người ta nói đó, cái mặt bồn
như là mất sổ gạo là như vậy. Là tại vì cái đó là cái linh hồn của gia đình, cái sự sống của gia đình, trong cái cuốn sổ đó là cái hộ khẩu của gia đình, là gia đình mình có bao nhiêu người và chỉ mua được số lượng bao nhiêu đó thức ăn trong tuần hoặc là tháng mà thôi. Mà không phải là muốn mua cái gì cũng được đâu, phải có số lượng. Và phẩm chất thì không nói tới rồi, những cái thứ ngon thứ tốt đó, thì họ bán cho những tay lớn, những cán bộ lớn, còn phó thường dân á, như mình á, thì nếu mà có mua được thì cũng mua được những thứ tạp nhạp bèo nhèo thôi, thịt cá rau này nọ là thuộc cái hạng bét, nhưng mà cũng không phải là dễ mua. Khi 1976 á, cho tới về sau này nữa đó, thì hết gạo ăn như Thảo nói đó, gạo mốc, rồi hết gạo mốc ăn thì ăn tới cái gì? Ăn tới khoai sắn, khoai mì, khoai lang là thuộc loại sang rồi đó. Cho nên là khoai sắn, khoai mì rồi bo bo. Bo bo các bạn biết mà, cái vỏ nó rất cứng, nhiều khi ngựa trâu còn chê nữa chứ con người. Cái bao tử con người mà làm sao mà ăn được cái thứ đó, mà nhai được, mà gặm được cái thứ đó. Nhưng mà cũng phải ăn. Là tại không ăn thì làm gì có cái gì để mà sống. Riêng trẻ con á, thì không có sữa để uống. Má Thảo nói là mấy đứa trẻ đó, từ da trắng cho đến nó xanh xao luôn, vàng vọt luôn, đó là trẻ con mà biết ăn cơm rồi á. Còn như là Thảo trở đi á, thì không có sữa để uống, mình phải uống những cái nước gạo á, nước cơm sôi á. Các bạn biết là chẳng hạn như khi mà mình nấu cơm á, thì mình đổ nhiêu đó nước, thì bây giờ mình đổ nhiều hơn chút được, cái khi mà gạo á, cơm nó sôi gần chín á, mình chắt cái nước đó ra và mình để nguội, mình cho con mình uống. Thì những đứa trẻ tuổi Thảo thời bây giờ thì toàn là uống những cái nước gạo đó không à, làm gì có sữa mà uống đâu. Đó, thì cũng vậy chứ, nếu mà ngày xưa mà có sữa uống thì bây giờ chắc Thảo cũng trắng hơn, đẹp hơn, cao hơn rồi. Có bạn nói đó, Thảo kể đi vượt biên hồi đó, Thảo 9 tuổi mà Thảo thấp lắm, mà bây giờ cũng đâu có cao hơn ai đâu, cho nên không thể nói như vậy được. Mà tại vì không có sữa uống á, nếu có sữa uống thì bây giờ là cao hơn rồi. Nhưng mà nói chung thì đó là như Thảo kể rồi đó, là không đâu có đủ ăn đâu. Cái mặt nữa, mỗi gia đình á, chỉ mua được có nhiêu đó vải thôi, nhiều khi không có đủ vải để mà may quần áo cho con. Mà cái phẩm chất của vải đó là má Thảo kể đó, nó dở lắm, đến nỗi mà may cái áo, may cái quần, giặt một cái xong cái nó co tớn tớn lên vậy đó, nó cong lên đó. Cái kiểu giống như là, bởi vậy người ta mới nói đó, ăn cơm bo bo mặc áo lò xo, nó cong lên như cái lò xo vậy đó. Thì có mặc được nữa, may rõ ràng là may cái quần dài mà nó cong lên còn tới đầu gối, mà cứ càng giặt thì nó càng co lại như vậy đó, mà đâu có phải là có nhiều vải để mà may hết cái nọ tới cái kia đâu. Đó là về đời sống vật chất, có nghĩa là mình thiếu thốn đủ thứ. Còn về đời sống tinh thần thì các bạn biết mà, sau năm 1975, tất cả những người nào mà thuộc chế độ cũ đi lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là có dính dáng tới Mỹ thì đều bị đi tù cải tạo. Gọi là đi cải tạo chứ thật sự ra là đi tù. Và những người vợ của những người mà lính đó đó, những người lính bị đi tù đó, họ sống, họ nhà thì cái hồi mà chồng mình đi lính á, mình lương lính vậy chứ cũng đủ nuôi vợ nuôi con, họ ở nhà họ chỉ chăm lo gia đình thôi chứ họ cũng không cần phải đi làm cũng đủ sống. Nhưng mà cái khi mà chồng mình bị đi tù cải tạo rồi á, thì họ phải bươn chải để mà nhiều khi nuôi con thơ. Đời sống trong nhà đã không có gì ăn rồi, con cái không có sữa uống rồi, nhưng mà cũng phải chắt chiu để mà đi thăm nuôi chồng. Nhiều khi bị tù tút ở ngoài miền Bắc gì đó, mà thời đó đâu có dễ như là bây giờ đâu, đi từ miền Nam ra miền Bắc rất là nhiêu khê. Rồi họ phải chắt chiu, mang tí muối, tí đường, họ lon sữa, hộp sữa gì đó cho chồng. Cuộc sống nói chung là rất là khổ. Và ngoài ra thì con cái của họ đâu có phải dễ được đi học hành đâu. Những đứa con lớn thì không được vào đại học. Con nhỏ cũng khó khăn mà không được vào đại học. Đại học thì bây giờ đi tìm việc làm. Đi tìm việc làm cũng đâu có dễ đâu, đâu có được nhận đâu. Là tại vì thời đó đó, họ gọi là xét lý lịch tới ba đời. Nếu mà ba đời mà có dính dáng tới chế độ cũ, dính dáng tới Việt Nam Cộng Hòa, là coi như là bị gạt ra khỏi xã hội. Đi học không được, đi làm không được. Đời sống tự do thì bị mất, là tại vì họ quen, ngày xưa quen sống với thời ở miền Nam ấy, họ rất được tự do để mà đọc những cái tờ báo họ thích, chọn những cái đài họ thích, nói những cái điều họ muốn nói. Nếu mà họ có bất mãn một cái điều gì đó trong xã hội, họ cũng có thể nói ra.
Nhưng mà từ sau 75 á, thì những cái điều đó đều bị cấm hết. Các bạn biết ông là còn nhớ là ở trên những cái cột điện á, họ có treo những cái loa đó, đó. Những cái đó là những cái mà duy nhất mình được nghe trong ngày. Nghe ra rả như vậy đó, rồi nhiều khi lúc đầu không tin, rồi nghe riết rồi nó trở thành cái thói quen thì nó cũng tin những cái lời tuyên truyền của chế độ mới. Và họ không có cái sự lựa chọn nào khác hết. Rồi, nói cũng không được, cũng mất tự do, rồi đi lại cũng mất tự do nữa. Nhà nào thì ở yên nhà đó. Thí dụ như bây giờ đó, mình có một ông cậu, bà dì, cô chú gì đó ở đâu tới thăm, thì cũng phải đi lên trên phường xin phép, xin xỏ họ là tôi có người quen tới đây ở lại một đêm, hai đêm gì đó. Còn nếu không á, nửa đêm á, họ xét nhà, thì họ sẽ bắt tội mình. Hồi đó Thảo cũng nhớ, nhỏ mà nhớ là cũng có nhiều đêm mình đang ngủ bị giật mình dậy là tại vì công an gõ cửa vào xét nhà, xét hộ khẩu. Nhà mình có bao nhiêu người thì ở trong đó bao nhiêu người thôi. Nếu mà có người lạ đó là bị tội với họ chứ không có phải là đùa đâu đó. Rồi thì cứ lâu lâu họ vào nhà mình, họ muốn vô lúc nào họ vô, họ muốn xét lúc nào họ xét. Rồi mình đi đâu mình cũng phải xin xỏ, nói chung là đời sống của mình không còn cái tự do nữa. Thì khi mà cuộc sống khó khăn, không có ăn, không đủ ăn, đủ mặc, nhiều khi người ta cũng cố gắng sống. Nhưng mà cái đời sống tinh thần bị ép bức, bị áp lực như vậy thì dĩ nhiên là họ không có chịu nổi. Rồi có nhiều gia đình bị tịch thu nhà cửa, phải đi lên kinh tế mới. Mà các bạn cũng biết mà đất ở kinh tế mới đâu có phải là cái đất tốt mà canh tác được, mà có thể trồng trọt đâu. Rồi có nhiều gia đình họ cũng lên đó một thời gian, họ không có làm ăn được gì hết thì họ trở về lại, lúc đó nhà cửa của họ cũng đã bị tịch thu rồi, thì lúc đó họ gọi là homeless á, không có nhà ở là phải ở những chỗ bến xe đồ này nọ kia, đời sống rất là cơ cực. Và ngoài đó ra là còn bị đánh tư sản. Các bạn biết đánh tư sản là sao không? Là đổi tiền á, có nghĩa là cái thời đó họ ra chính sách là đổi tiền, mà không những đổi một lần, đổi thứ ba lần lận. Đổi tiền là như thế này, thí dụ như là trong nhà mình á, giá trị của đồng tiền mình đang cầm trong tay á là 500, 5.000, 5.000, mà cái khi mà đổi ra tiền mới á thì cái giá trị đó nhiều khi nó chỉ còn lại có 5 đồng thôi, gọi là mất giá trị. Cái đồng tiền của mình mất giá trị. Người 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 có tiền, người giàu, có nhiều người ở miền Nam thời bây giờ họ làm ăn được, họ cũng có nhiều tiền lắm, họ cũng giàu có lắm. Mà khi đổi tiền như vậy, quý vị biết đồng tiền nó mất giá thì người giàu trở thành nghèo và người nghèo trở thành mạt luôn, chứ không phải là không đâu, mà đâu phải đổi một lần, đổi thứ ba lần lận, mà ba lần cắt, mỗi lần thì cắt nhau vài năm như vậy đó. Nhà Thảo nghèo, phải nói là nghèo, nghèo không có tiền cho con đi vượt biên, cho nên là 6 đứa mà phải đi tới 5 chuyến vượt biên là như vậy. Để giành được đồng nào thì mới lo cho một đứa đi. Cũng may á là hai chị đầu của Thảo đó là nhà không có tiền, mà ở trong xóm có một ông cũng có tàu lớn, rồi mình cũng biết là ông lăm le đi vượt biên. Thì má Thảo với gửi cho hai bà chị đi và xin xin ống cho đi. Nhà tôi không có tiền, hai bác cứ cho hai cháu đi rồi có gì qua đó rồi hai cháu nó làm nó trả lại cho bác. Mà cũng may là bác ấy rất là tốt, cho nên bác ấy cũng 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 nhận nhận bởi vậy cho nên mà cũng may mắn là hai chị đi ra và được tàu nó uy vớt, cho nên sau này hai chị mới đi làm để mà gửi tiền về, rồi má Thảo với chắt chiu cái đồng tiền đó để mà lo cho những đứa sau. Mỗi người đi vượt biên thời đấy là một cây, hai cây, ba cây vàng gì đó, tùy theo chuyến và tùy theo chủ tàu. Thì má Thảo nói là mỗi đứa phải đóng một cây. Thí dụ như là Thảo đi là tốn một cây vàng đó. Mà một cây thời đó cũng một chỉ còn không có nữa chứ làm gì mà có đến một cây. Cho nên là cứ phải dành dụm. Mà người ta giàu, người ta đổi tiền thành nghèo. Còn mình nghèo, mình đổi tiền thành mạt luôn á. Và cũng có nhiều người đâu có biết được cái vụ đổi tiền đâu. Trong vòng 3 ngày mà không đổi thì những cái tiền trong nhà nhà mình nó trở thành rác. Chứ đâu có phải là ở bên đây đổi cho tới lúc nào bạn không còn tiền nữa thì thôi. Còn ở bên đó, đó cái thời gian chỉ có vài ngày à. Sau vài ngày là họ đóng luôn, họ không cho mình đổi nữa.
Mà Thảo thì thuộc dạng gọi là con nhà nghèo, cho nên là má Thảo kể đó, hồi đó là các chị cũng cực khổ lắm, đi gánh củi về để nấu cám cho heo. Mà nhà Thảo không có phải là chăn nuôi, nhưng mà cái lúc đó đó, cái phía sau thì má cũng có nuôi mấy con heo. Thì con heo nó cũng lớn rồi, cũng tới lúc bán rồi, nhưng mà má Thảo chưa bán. Thì bỗng dưng cái hôm đó có một người lạ ở đâu ở thành phố xuống đó, họ trả tiền rất nhiều để mua ba con heo, nuôi được ba con heo. Mà họ trả tiền gấp mấy lần lận. Thì má Thảo thấy là ô, tự nhiên có người, con heo cũng tới lúc bán rồi mà mình chưa bán, nó cũng lớn rồi. Và bây giờ có người trả tiền nhiều như vậy để mà mua mấy con heo, thôi thì mình bán. Đó, bán ba con heo xong, bán ba con heo tối hôm đó, sáng hôm sau có lệnh đổi tiền. Có nghĩa là mình mất ba con heo. Ba con heo của mình đáng được 500 mà bây giờ mình chỉ còn có 5 đồng thôi. Là tại vì má Thảo không biết. Cũng có nhiều người không biết đến tình trạng đổi tiền như vậy, nhưng mà cũng có nhiều người biết. Thí dụ như cái người mà đi mua heo đó, họ biết rằng sẽ có đổi tiền, cho nên là họ lấy cái tiền đó họ đi mua những cái đồ vật. Thì cái sau đó ba con heo thì nếu mà bán ra với cái giá tiền mới thì nó khác với lại cái giá tiền cũ. Còn mình cầm trong tay á, cái tiền cũ á, cái đêm hôm trước, đêm hôm sau mất hẳn giá trị. Ở cái nhà nghèo mà gia tài chỉ có ba con heo mà còn như vậy nữa, các bạn thấy không? Còn những người nhà giàu á, họ bị đổi tiền như vậy thì mỗi lần đổi tiền họ lại bị nghèo đi chút xíu, mà đổi tới ba lần thì không còn gì nữa hết. Cái đời sống tinh thần bị áp bức nè, cái đời sống vật chất gặp khó khăn, mà còn có nhiều vấn đề khác đưa đến nữa. Bởi vậy cho nên là sống không được thì mình phải tìm cách mình ra đi. Có bạn hỏi chứ tại sao lúc đấy họ lại bắt bớ, họ không cho người ta đi vượt biên? Thì bây giờ giống như là bây giờ mình có đất nước của mình rồi, mình muốn làm gì mình làm, ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi. À, đó là cái câu hỏi rất là hay luôn á. Tại sao hồi đó mình lại không được tự do đi? Mà Thảo nghĩ rằng nếu mà lúc đó mà để tự do đi, chắc là họ đi hết cả nước. Người miền Nam họ đi hết. Còn đi mà bị bắt bớ như vậy đó, thì có nhiều người họ vẫn đi, họ biết. Ví dụ má Thảo nói chứ, là bây giờ không cho con đi vượt biên thì ở lại cũng chết, sống không được thì chết. Rồi bởi vậy cho nên bây giờ đi mình một sống một chết, may thì mình sống, còn nếu không may thì mình chết, mà ở lại cũng chết. Cho nên đó là cái con đường mà duy nhất là mình có thể chọn lúc bấy giờ, là một sống hai chết mà thôi. Các bạn biết tại sao hồi đó họ lại biết là đi vượt biên là một sống một chết không? Họ không nghĩ là sống hết mà họ nghĩ là một sống một chết không? Tại vì họ thấy rất là nhiều người chết ra đó, bị đắm tàu, bị bão tố, bị chết. Cho nên là những cái xác chết ấy, nó trôi vào trong những bờ biển Vũng Tàu đó. Không biết những bờ biển khác như thế nào, nhưng mà bờ biển Vũng Tàu đó, hàng ngàn xác chết nó trôi vào trong, dạt vào trong bờ á, và những người ở đó thì dĩ nhiên họ thấy những cái xác chết này, họ biết là đây là những người đi vượt biên và bị bão tố hay là bị gì đó đắm tàu cho nên mới trôi vào. Và những người ở lại họ biết rằng đó, đi vượt biên có thể rơi vào cái tình trạng đó đó, nhưng mà họ vẫn đi. Họ vẫn đi thì các bạn biết là tại sao họ lại chọn lựa cái con đường đi vào sự chết như vậy. Rồi thì có nhiều người nghĩ rằng á là bây giờ Việt Nam mình khá rồi, tốt rồi, đẹp rồi, nhất thế giới rồi. Các bạn không biết là bây giờ vẫn còn nhiều người đi. Có nhiều người họ đi chính thức bởi vì họ có những cái diện nào đó, họ đi làm ăn kinh doanh hay gì đó. Nhưng mà cũng rất là nhiều người không có một cái diện chính thức nào để đi thì họ vẫn đi chui. Các bạn thấy câu chuyện của những thùng nhân á, những thuyền nhân ngày xưa đi bằng thuyền, thì bây giờ có nhiều người họ đi bằng những cái xe hàng, xe tải lớn đó, họ đi chui và họ bị chết trên đường đi, và họ bị chết trong những cái xe tải đó. Báo chí cũng có viết mà. Bởi vậy cho nên là có nhiều người, Thảo cũng biết có nhiều người ở bên châu Âu này nè, họ đi qua đây bằng những cái con đường chui như vậy. Đang đây thì dĩ nhiên là họ đi chui thì họ phải sống chui, họ sống ngoài pháp luật, họ làm những cái công việc gì đó bất cần. Cho dù có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần họ tìm được tiền và họ gửi về để cho thân nhân, để cho gia đình họ ở bên Việt Nam bớt khổ. Ngày nay vẫn còn như vậy.
chứ đâu phải là chỉ có ngày xưa cái thời bao cấp mà Thảo đã kể là nó khổ quá, cho nên họ phải đi vượt biên, sống mất tự do cho nên họ phải đi tìm tự do đâu. Bây giờ vẫn còn những cái trường hợp như vậy. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ là nước Việt Nam mình bây giờ tươi tốt rồi. Ở Na Uy nè, nếu mà Thảo cảm thấy đời sống ở đây không tốt thì Thảo sẽ đi nước khác. Cái đó là cái luật của tạo hóa này. Đất lành chim đậu, đất không lành chim bay. Thảo thấy ở đây sống tốt thì Thảo ở đây, Thảo không có đi đâu nữa hết. Nhưng mà thí dụ ở Việt Nam đi, vẫn có nhiều người không sống được trong quê hương của mình. Quê hương của mình, nơi chôn nhau cắt rốn là cái nơi đầu tiên mà họ chọn lựa để được sống. Nhưng mà cái khi mà sống không được thì họ phải bỏ ra đi. Và khi bỏ ra đi thì họ có cái nguyên nhân của họ. Cho dù có là lý do nào đi chăng nữa thì vẫn là chọn cho mình một nơi có một cuộc sống tốt hơn, một nơi á mà cái quyền làm người của mình được tôn trọng, một nơi mình có tự do để bày tỏ chứng kiến, mình có tự do để tin vào những điều mình tin và mình có tự do để nói những điều mình muốn nói. Và người ta tôn trọng quyền làm người của mình, cái quyền làm người là cái quyền căn bản để mà cho con người có một cuộc sống tốt hơn. Ở những nơi mà đất không lành, không có những điều đó thì chim nó bay, đó là cái lẽ bình thường, cho nên đừng có hỏi tại sao bây giờ vẫn có người ra đi. Và các bạn biết sao không? Nếu không có đoàn người vượt biên, nếu không có những người đi xuất ngoại thời bấy giờ đó thì Việt Nam mình bây giờ có được như bây giờ hay không? Thì đó là câu hỏi các bạn cần đặt ra cho chính mình. Giống như Thảo kể, cái thời đó rất là khổ, rất là đói. Gia đình nào mà có con đi vượt biên á, thì đó là một sự giải thoát. Bởi vì những đứa đó qua bên này, nó đi làm, nó gửi tiền về. Nó gửi tiền về thì gia đình mình bớt khổ. Từ trong gia đình mình bớt khổ, rồi mình lại có vốn liếng để mà mình tiếp tục làm ăn, mở ra cái quán hay cái gì đó làm ăn nhỏ. Rồi nếu mà được á, thì từ từ phất lên và từ từ khá giả hơn. Khá giả từ trong gia đình, rồi tới làng xóm, rồi tới xã hội. Bây giờ nếu mà các bạn có dịp á, các bạn lái xe từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, ngang qua tỉnh Đồng Nai, Xuân Lộc đó, đó là một cái khu của người Bắc di cư thời đấy rất là đông. Họ vào đó rồi họ họ là những người có đạo Công giáo, cho nên nguyên một cái xóm ở đó, nguyên một cái tỉnh đó là có rất là nhiều nhà thờ và các xứ đạo. Bây giờ chạy trên con đường đó, các bạn thấy nhà thờ cái nào cái đấy to như là cái lâu đài vậy luôn đó. Đó là những cái nơi mà có nhiều người vượt biên. Và cái khi mà họ qua đây, họ gửi tiền về giúp gia đình, rồi họ gửi tiền về giúp làng xóm, họ gửi tiền về giúp giáo xứ, và giáo xứ có tiền để mà sang sửa lại, xây dựng nhà thờ, nhà thánh, nó khang trang và cuộc sống của họ từ đó đi lên. Và đâu phải thời ấy, ngay cả bây giờ nè, những linh mục ở Việt Nam lâu lâu cũng sang đây để xin tiền bà con về xây lại cái nhà thờ. Còn ở những cái nơi mà vùng sâu vùng xa đó, nơi mà không có những người đi vượt biên đó, bây giờ vẫn còn nghèo, nhiều khi cái nhà thờ không có tiền để mà mua cái mái tranh để là lợp cho nó đàng hoàng nữa. Gió nó luồn từ đầu này cho tới đầu kia rồi mưa móc này nọ, không có chỗ để mà thờ phượng. Rồi nha, đó là tất cả những gì Thảo chia sẻ trong ngày hôm nay. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể hỏi lại những chứng nhân đã sống trong thời bao cấp. Đó là ba mẹ của các bạn. Nếu ba mẹ của các bạn trẻ quá thì hỏi ông bà. Những người miền Nam bình thường sống trong cái thời đó, chứ không phải là những người mà sống ở trên cái mức gọi là thường dân nha các bạn. Thì các bạn sẽ hiểu được cái câu chuyện của thời đó là như thế nào. Thì vậy cho nên các bạn cứ hỏi lại, đó là những người là chứng nhân của lịch sử, cũng như Thảo, lúc đó Thảo 1-2 tuổi thì làm sao mà biết được. Nhưng mà Thảo được ba má kể lại, các dì, các cậu, các chú, những người lớn xung quanh Thảo kể lại. Và dĩ nhiên họ không có thể lên đây để kể lại những cái câu chuyện đó. Thì họ kể lại cho Thảo rồi, Thảo kể lại cho các bạn nghe. Nếu các bạn còn quá trẻ, không biết được, thì các bạn có thể hỏi những người lớn và các bạn có thể hỏi Google những cái từ khóa như là vượt biên, di cư 54 hoặc là thời bao cấp thì các bạn sẽ hiểu hơn. Đây là thời đại thông tin đa chiều, cho nên nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì có rất là nhiều nguồn thông tin để mà các bạn tham khảo. Vậy nha, chúc các bạn một ngày thật là vui và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng ta hẹn gặp nhau trong clip kế tiếp. Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa giờ